tất cả các bạn, video ngày hôm nay là một video review một cái đôi giày mình đã mua được gần đây, đó chính là cái đôi Nike SB. Và chắc cái thời điểm các bạn đọc cái tựa của cái video này hoặc là cái thumbnail, các bạn cũng biết đây là đôi giày gì. Và ngoài ra thì cũng lâu lắm rồi, từ cái video mà Air Force One Paranoid đến bây giờ, mình đã không review cho các bạn xem những cái đôi giày mà mình đã mua được gần đây. Nhưng mà trong khoảng thời gian này thì chúng ta phải ở nhà 14 ngày, do đó thì 14 ngày này chúng ta sẽ shoot và review rất là nhiều những cái đôi giày mình đã mua được. Và ngoài ra là những cái video trong tương lai các bạn xem sẽ được shoot ở tại nhà. Và ngoài ra thì ở đây các bạn thấy là cái tủ giày của mình không còn được ngăn nắp giống như là mọi lần nữa, là tại vì bây giờ mình đang sắp xếp, đang organize lại cái tủ giày này. Do đó ngày hôm nay chúng ta sẽ không shoot dùng cái tủ giày này làm background, nhưng mà mình sẽ shoot ở tại cái khu vực nơi mà mình edit video. Và bây giờ thì cái video này được tài trợ đến từ Bad Habits và Hades. Cái áo mà mình đang mặc là một cái collection được nằm ở trong một cái collab của Bad Habits và Hades. Và đây là một cái chiếc áo thun. Ở ngay phần ngực trái trước chúng ta có hai cái bàn tay bộ xương, và trên cái ngón tay thì được đeo một cái vòng hoặc là một cái nhẫn được viết một cái chữ Bad Habits và Hades. Ở bên phần ngực phải chúng ta có một cái signature Bad Habits x Hades for collaboration. Ở mặt sau chúng ta một lần nữa có hai cái bàn tay bộ xương này, nhưng mà lần này thì không phải là in trắng đen, mà lần này chúng ta có hai cái lửa. Đối với lại cái bàn tay Bad Habits thì ở ngay cổ tay chúng ta có một cái chữ Bad Habits và có một cái lửa màu tím. Bàn tay của Hades thì chúng ta có một cái lửa màu cam, một cái chữ Hades. Và ở dưới chúng ta có cái signature và Bad Habits x Hades. Thì ngoài ra trong cái collection này còn hai cái sản phẩm nữa. Và đối với lại cái video ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái giveaway. Thì đó là giveaway gì, bây giờ mình sẽ đi qua đó và lấy hai cái sản phẩm này, và sau đó chúng ta sẽ gặp lại nhau nha mọi người. Và đây chính là hai cái sản phẩm còn lại trong cái collection đến từ Bad Habits x Hades. Thì ở phần ngực trước của cái chiếc áo hoodie này chúng ta có một cái print. Thì đối với cái print này giống như là cái print được in ở trên cái chiếc áo thun mà mình đang mặc. Hai cái bàn tay, và đây là hai cái lửa màu tím và màu cam. Hai cái tay áo của cái chiếc áo hoodie này á, thì nó đặc biệt hơn là tại vì đối với lại cái tay ở bên phải chúng ta có một cái bàn tay bộ xương, một cái chữ Hades, cũng được đeo một cái vòng Hades. Và đối với lại tay ở bên trái chắc chắn sẽ là Bad Habits với lại một cái nhẫn Bad Habits. Nhưng mà cái phần lưng của cái chiếc áo hoodie này á, thì nó sẽ khác hơn là tại vì phần lưng này không được in màu, nhưng mà lần này được in trắng đen. Và chúng ta một lần nữa có hai cái bàn tay collaboration Bad Habits x Hades. Cuối cùng là một cái chiếc áo jacket. Thì đây chính là một cái jacket màu đen. Ở phần ngực trái trước chúng ta có một cái chữ Bad Habits x Hades và một cái signature. Ở phần lưng thì lần này chúng ta có một cái print, hai cái bàn tay bộ xương, hai cái vòng Bad Habits Hades và hai cái lửa màu tím và màu cam. Và đó chính là ba cái sản phẩm trong cái collection, cái collab đầu tiên của Bad Habits và Hades. Và đối với lại cái giveaway lần này thì chúng ta sẽ giveaway ba sản phẩm mà mình đã review được nằm ở trong cái collection, cái collab đến từ Bad Habits và Hades. Và tất cả những gì bạn cần phải làm, hãy subscribe, hãy like, hãy share cái video, hãy like cái page của Bad Habits và Hades, và sau đó hãy để lại một comment ở ngay dưới cái video này và mình sẽ quay raffle và chọn ra ba bạn thắng cuộc cho cái đợt giveaway lần này. Và bây giờ thì một lần nữa cảm ơn Bad Habits, cảm ơn Hades vì đã tài trợ cho cái video ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ không nói nữa, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu review cái đôi Nike SB Travis Scott. Let's go. Xem cái video này thì cũng biết Travis Scott là ai, nhưng mà nếu các bạn không biết thì Travis Scott đây chính là tên thật, và ngoài ra có những cái tên gọi khác, đó chính là Flame. Đối với lại Travis Scott chính là một rapper người Mỹ, ngoài việc là rapper thì cũng là một người viết nhạc, cũng là record producer. Thì Travis Scott đến từ Houston, Texas, và mình cũng đã từng review một cái đôi Jordan 4, và mình cũng đã review tại sao những cái chi tiết ở trên cái đôi giày đó nó liên kết đến cái việc mà Travis Scott đến từ Houston, Texas. Và đối với lại Travis Scott thì mình là một fan của Travis Scott từ những ngày đầu tiên khi mà có những cái collaboration giữa Nike và Travis Scott, cũng giống như là Jordan, thì mình luôn luôn cố gắng sở hữu được những cái sản phẩm, nhưng mà chắc chắn là không thể nào mà mình sở hữu được hết. Nhưng mà lát nữa ngay sau khi review cái đôi giày này xong, mình sẽ cho các bạn xem một vài cái sản phẩm mà mình đã sở hữu được đến từ Travis Scott và Nike Jordan. Và gần đây nếu mà các bạn theo
theo dõi Travis Scott thì các bạn cũng sẽ bắt gặp được rất là nhiều những cái hình ảnh mà Travis Scott mang SV, và đó cũng là một cái gì đó mà nó liên kết với lại cái sản phẩm được release gần đây nhất, đó chính là cái đôi SV Dunk Low này. Và đây chính là một cái đôi SV thứ ba mà mình sở hữu được. Và bây giờ thì chúng ta sẽ không nói nữa, đó chính là một cái chút chia sẻ của mình đến với lại mọi người. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau review cái nhân vật chính của chúng ta nha. Nike SB Dunk Low Travis Scott. Đôi giày này được release vào ngày 29 tháng 2 năm 2020 với là một cái giá retail là $150. Đối với lại resale thì đây chính là cái giá hiện tại bây giờ được bán ở trên StockX. Và tất nhiên thì mình đã mua đôi giày này với lại một cái giá resale, nhưng mà cũng là một cái giá steal. Đối với lại cái đôi giày này thì chúng ta có hai phiên bản. Một phiên bản, một cái hộp, đây chính là một cái hộp regular thôi. Nói là regular nhưng mà nó cũng khác với lại những cái hộp Nike SB. Ngoài ra chúng ta có một cái chiếc hộp special box. Thì đối với lại cái hộp đó nó đặc biệt hơn, nó giới hạn hơn. Và cái giá bây giờ tùy theo size cũng là đôi giày đó, nhưng mà chỉ khác cái hộp mà thôi. Đắt hơn cái giá resale dành cho cái đôi cái hộp này từ 500 cho đến $1,000 tùy theo size. Và đối với cái chiếc hộp này thì chúng ta có một cái hộp Nike SB. Ở cái phần background thì chúng ta có bốn cái màu, màu xanh lá, vàng, đỏ và xanh dương. Ở mặt sau là những cái thông tin khác, Nike, Just Do It. Và đối với lại cái label thì chúng ta có Nike SB Dunk Low PRM. Xin lỗi mọi người, mình không biết PRM là gì. Và QS, cái màu là black, black parachute và beige, size 12 nam, 13.5 nữ. Và đó chính là cái chiếc hộp của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem cái giấy gói, tại vì cái giấy gói của cái đôi giày này cũng khá là đặc biệt. Và đây chính là cái giấy gói giày của cái đôi giày này. Thì đối với lại cái giấy gói này á, nó rất là đặc biệt là tại vì chúng ta có một cái print, một cái họa tiết có tên là Paisley. Và nếu các bạn không biết cái họa tiết Paisley là gì thì đây chính là một chút thông tin dành cho mọi người. Và đây chính là nhân vật chính của chúng ta. Thì đối với lại cái đôi Nike SB Dunk Low này thì ở phần toe box được làm từ một chất liệu có tên là nubuck màu be. Và cái chất liệu này nó rất là mịn, các bạn có thể thấy là cái màu đang được chuyển đổi từ đậm sang nhạt. Phần toe box, phần hông và phần gót chúng ta có một cái chất liệu vải được chạy dài từ phần toe box đến phần gót và được in một cái họa tiết, một cái print paisley. Và đối với lại cái đôi SB này, đó chính là một cái đôi dành cho trượt ván. Do đó thì nếu mà chúng ta mang cái đôi giày này và trượt ván thì chắc chắn là cái phần lớp vải này sẽ được rách và tróc ra. Ở dưới chúng ta còn một cái họa tiết, một cái print khác. Mà đây chính là một cái print có tên gọi là Elephant, hoặc là nó giống như là cái print được nằm ở trên cái đôi Air Force One, mà ở ngay phần phần thắt dây giày chúng ta có một cái zip. Và ngoài ra thì đây chính là một cái video mà mình đã thấy được một cái anh ở trên YouTube đã tự cắt và tháo bỏ cái lớp vải này để cho chúng ta có thể thấy được rồi một cái họa tiết in ở bên dưới. Và đây chính là cái đoạn video đó. So there's your, people are gonna have some crazy designs. Và đối với lại cái phần thân thì cái phần mid panel chúng ta được in một cái họa tiết sọc kẻ, một cái dấu Nike Swoosh màu đen, một cái dấu Nike Swoosh màu hồng. Và ngoài ra ở phần trên thì chúng ta được làm từ một cái chất liệu nubuck, một cái màu be giống như là cái phần toe box. Nhưng mà lần này thì chúng ta được in những cái logo Cactus Jack và Cactus Jack Records. Và cái chữ Cactus Jack được viết bằng tiếng Nga. Và nếu các bạn Google dịch cái từ Cactus Jack từ tiếng Anh qua tiếng Nga thì đây chính là cái dòng chữ đó. Và chắc chắn các bạn cũng đã thấy cái dòng chữ này ở trên cái chiếc hộp của cái đôi Nike Air Force One Travis Scott mà mình đã nhắc ở từ đầu cái video này. Và cuối cùng ở phần gót chúng ta được làm từ một cái chất liệu nubuck, nhưng mà lần này là một cái màu đậm hơn và được thêu một cái chữ Nike màu hồng. Và đối với lại cái phần lưỡi gà của cái đôi giày này được làm từ một cái chất liệu nubuck màu be giống như là cái phần toe box. Thay vì cái tag Nike SB thì chúng ta có một cái tag của Cactus Jack. Và đối với lại cái cặp dây được thắt ở trên cái đôi giày này thì đây chính là một cái cặp dây dây thừng, thật sự là dây thừng, dây rope luôn đó mọi người. Và nếu các bạn không thoải mái với lại cái dây rope, dây thừng này giống như là mình thì Nike họ có cho kèm hai cặp dây oval, một cặp dây màu đen, một cặp dây màu hồng. Và đối với lại mình, chắc chắn mình sẽ thay ra cái cặp dây màu hồng dành cho cái đôi SB Travis Scott này. Và đối với lại cái phần midsole thì chúng ta có một cái midsole, một cái màu off white, và chúng ta có một cái đường chỉ hình như đây chính là một cái màu xám hoặc là một cái màu nâu. Nhưng mà theo mình nghĩ là cái đường chỉ này nó giống
giống như cái màu của cái phần sock liner. Và cuối cùng là một cái đế classic của Nike SB màu be. Và đối với lại cái phần lock của cái đôi giày này thì chúng ta được in một cái họa tiết Paisley màu trắng ở trên một cái nền nâu. Ngoài ra thì chúng ta có một cái logo Nike SB ở phần gót, và ở ngay phần thân thì chúng ta có một cái logo của Cactus Jack, và ở phần gót của phần lock thì chúng ta có một cái Nike Zoom Air Unit. Và đó chính là cái đôi Nike SB Dunk Low Travis Scott. Và đối với lại cái fitting dành cho cái đôi giày này thì tại vì cái phần lưỡi gà nó khá là dày, do đó thì có thể nó sẽ làm cho cái khoảng trống ở trong cái đôi giày nó bị hẹp hơn, nhưng mà ngoài ra nó cũng tạo một cái độ êm hơn khi mà chúng ta mang, tại vì đây chính là một cái đôi giày trượt ván. Nhưng mà nếu mà các bạn lo sợ là nó sẽ chật thì các bạn có thể mua nửa size, half a size up trên cái size của bạn. Nhưng mà đối với lại mình thì mình đã mua cái đôi này size 12, là tại vì tất cả giày của mình đều mua size 12, và gần đây mình đã mua được 3 đôi Nike SB. Mình chưa bao giờ mang SB, cũng chưa bao giờ xỏ chân vào thử, nhưng mà đối với lại mình là mình nghĩ khi mà chúng ta mua tất cả đều là một size thì nó sẽ hay và nó sẽ đẹp hơn khi mà chúng ta stack những cái chiếc hộp cùng với lại nhau. Và ngoài ra thì mình cảm thấy rất là may mắn tại vì mình đã sở hữu được cái đôi giày này, nhưng mà không phải là mua lại với là một cái giá retail, nhưng mà mặc dù là giá resale cũng là một cái giá steal rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi qua đó và mình sẽ cho các bạn xem những cái đôi giày Nike Jordan Travis Scott mà mình đang sở hữu. Đi thôi mọi người. Và đây chính là hai cái đôi Jordan, một đôi 2 và một đôi low Jordan 1 Travis Scott. Và đây chính là một cái đôi Jordan 4 Travis Scott. Và tiếp theo đó chính là hai đôi Jordan 6 Travis Scott. Và đây chính là một cái đôi Sail. Thì các bạn có thể thấy chúng ta có thể thay đổi được cái swoosh của cái bản rất là nhiều những cái swoosh khác. Một cái swoosh lửa ở đây, thì chúng ta có những cái grills ở trên cái phần dây giày này. Và cuối cùng thì chúng ta có cái đôi Air Force One mà lúc nãy mình đã nhắc ở từ đầu cái video. Và chúng ta có một cái zip ở ngay cái phần thắt dây giày. Thì ở ngoài ra mình cũng sở hữu được một vài cái sản phẩm áo cũng giống như là quần short đến từ Nike và Travis Scott. Nhưng mà nếu mà các bạn muốn thì trong tương lai chúng ta sẽ có một cái video đặc biệt dành riêng cho cái collection Nike Jordan Travis Scott. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi qua đó và outro cái video này nha mọi người. Và đó chính là một cái video mà mình đã review chi tiết in depth về cái đôi Nike SB Dunk Low Travis Scott. Thì hy vọng là cái video này có thể giúp được các bạn có thể thấy được chi tiết hơn về cái đôi giày này, hoặc là có thể giúp bạn quyết định là có nên mua nó hay là không. Và lần nữa cảm ơn Bad Habits, cảm ơn Hades vì đã tài trợ cho cái video ngày hôm nay. Thì mình hy vọng các bạn enjoy cái video này, và nếu các bạn thích cái video này thì hãy để lại một dấu like nè. Kế bên cái dấu like có dấu subscribe, smash cái dấu subscribe đó luôn, và kế bên cái dấu subscribe có cái chuông nho nhỏ, các bạn biết rồi đó, hãy nhớ vào cái chuông đó để nhận notification từ YouTube mỗi lần mình upload mới lên một lần nữa. Mình là Phong Nguyễn, và đây chính là cái đôi Nike SB Dunk Low Travis Scott. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Peace out.